thưa quý vị mỗi lần có chuyến công du nước ngoài tổng thống nga vladimir putin thường có một đội ngũ hùng hậu phụ trách việc đi lại với những chuyên cơ xe chuyên dụng vô cùng hiện đại trong số đó phải kể đến chiếc chuyên cơ riêng được mệnh danh là điện kremlin bay được chế tạo theo đơn đặt hàng đặc biệt và tích hợp các tính năng ưu việt như có thể truyền các tin nhắn được mã hóa từ mọi độ cao đến bất kỳ điểm nào trên thế giới bằng bất kỳ kênh liên lạc nào điều đặc biệt về chuyên cơ chở tổng thống nga putin độc nhất vô nhị được sản xuất tại nga an toàn nhất, tốt nhất có thể và rất lớn. Đó là những từ mô tả về chiếc máy bay Ilusin IL-96-300PU mà Tổng thống Vladimir Putin dùng cho các chuyến công du trong và ngoài nước. Theo TASS, Russian Beyond, nhìn bên ngoài máy bay của người đứng đầu nước Nga trông giống các máy bay Ilusin IL-96-300 truyền thống khác. Nhưng chiếc máy bay của Tổng thống Nga lại khác biệt, không chỉ ở chữ cái PU mà bên trong nó được trang bị hệ thống liên lạc tiên tiến bằng điều khiển hạt nhân có biện pháp đối phó với tên lửa. Theo Simple Flying, chuyên cơ của Tổng thống Nga có giá khoảng 504 triệu đô la Mỹ. Theo trang web chính thức của nhà thiết kế, chuyên cơ chở Tổng thống Nga là một chiếc máy bay thân rộng, dài 55 mét và sải cánh 60 mét có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 900 km h gồm 4 động cơ phản lực. Máy bay này do tổ hợp hàng không Ilusin thiết kế và do Hiệp hội Sản xuất Máy bay Veronik sản xuất. Bốn động cơ của máy bay do nhà sản xuất động cơ Avias Vigatel sản xuất. Động cơ của chiếc chuyên cơ chở Tổng thống cũng được sử dụng trên chiếc Tupolev Tu-204 và Tupolev Tu-214, hai trong số những máy bay thương mại phổ biến nhất ở Nga, nhìn chung giống Boeing 757, máy bay ở phiên bản chở khách tiêu chuẩn có 300 chỗ. Tại sao Tổng thống Putin lại thích trước Ilusin IL-96 300 PU? Đó là vì đây là thiết kế hứa hẹn nhất của Nga, đỉnh cao của ngành chế tạo máy bay Nga. Ngoài ra, đối với đội máy bay của Tổng thống, bốn động cơ là cần thiết vì ngay cả khi hai động cơ bị hỏng, máy bay vẫn có thể tăng hoặc giảm độ cao, vẫn có thể tiếp tục bay tới 800 km và hạ cánh bản thân chiếc il-96300 IL được phủ một lớp đặc biệt trên thân giúp chuyên cơ của tổng thống nga tránh được các radar nước ngoài. Ngoài ra, chuyên cơ còn có thiết bị tự động có thể gây nhiễu hoặc đánh lạc hướng radar của đối phương. Thoạt nhìn, chuyên cơ của tổng thống không quá khác biệt so với máy bay tiêu chuẩn do Rossiya, một trong những hãng hàng không lớn nhất và lâu đời nhất của nga và là công ty con của Aeroflot vận hành, giống như hầu hết các máy bay của Rossiya. Hầu hết thân, cánh và đuôi máy bay của Tổng thống đều có màu trắng, tuy nhiên bên trong máy bay lại khác, nó phải đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và liên lạc. Những yếu tố này khiến chiếc chuyên cơ của Tổng thống được mệnh danh là điện Kremlin bay. Với khả năng liên lạc chuyên biệt, máy bay có thể truyền các tin nhắn được mã hóa từ mọi độ cao đến bất kỳ điểm nào trên thế giới bằng bất kỳ kênh liên lạc nào. Như vậy, Tổng thống Nga có thể gửi lệnh đến bất kỳ cơ quan chính phủ nào trên chuyến bay. Tuy nhiên, Tổng thống thường chỉ sử dụng tính năng này với mục đích quân sự trong trường hợp xảy ra xung đột không lường trước được. Chữ cái PU trong tên gọi của máy bay viết tắt là Punt Upralenia. Tiếng Nga có nghĩa là điểm chỉ huy. Ngoài ra, máy bay của Tổng thống cũng được trang bị nút hạt nhân. Chiếc chuyên cơ của Tổng thống cũng sở hữu những thiết bị tối tân để có thể đối phó với những tình huống bất ngờ. Trên máy bay còn có hệ thống phòng không riêng được thiết kế để chống lại tất cả các tên lửa nhằm vào máy bay thời điểm cất cánh và hạ cánh được cho là hai thời điểm nguy hiểm có khả năng xảy ra khủng bố cao nhất vì vậy các điều phối viên và nhân viên an ninh đặc biệt theo dõi cẩn thận mọi hoạt động của tất cả mọi người mọi thiết bị ở hầm chuyên cơ của tổng thống nga Đội bay phục vụ tổng thống Putin gồm 4 chuyên cơ nhằm đảm bảo an ninh cho người đứng đầu chính phủ. Thông thường trước mỗi chuyến công du của tổng thống Nga, cả bốn máy bay này đều được đặt trong tình trạng sẵn sàng cất cánh, nhưng máy bay nào chở nhà lãnh đạo Nga là thông tin tuyệt mật cho đến khi máy bay cất cánh. Ba máy bay còn lại sẽ làm nhiệm vụ hộ tống chuyên cơ của tổng thống nhằm mục đích dự phòng, điều kiện sống và làm việc bên trong máy bay thực sự không hề thua kém điểm Kremlin. Trên máy bay có văn phòng riêng của tổng thống, một số phòng họp, phòng hội nghị, phòng thư giãn cho tổng thống, phòng khách, phòng tập thể dục mini, phòng ăn, quầy bar, phòng tắm và khu y tế riêng biệt với các trang thiết bị hồi sức và cấp cứu. Tất cả đồ trang trí đều có tông màu sáng và nội thất được trang trí bằng các tấm thêu do các thợ thủ công thực hiện. Hình ảnh bên trong chuyên cơ được tiết lộ vào năm 2018 khi tổng thống Putin cho phép một cậu học sinh lên máy bay để tham quan. Thưa quý vị, ngoài việc được thiết kế đặc biệt để đảm bảo an ninh, chuyên cơ Ilyushin 2 300 PU của Tổng thống Putin còn được một đội tiêm kích hộ tống mang theo nhiều loại vũ khí tiêu chuẩn khác nhau để bất cứ lúc nào cũng có thể nhanh chóng tiếp cận để bảo vệ chuyên cơ chở Tổng thống, sẵn sàng loại bỏ mọi mối nguy hiểm. Là phương tiện di chuyển trên không của người đứng đầu một cường quốc có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới, chuyên cơ Ilusin IL-96 của Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn được bảo vệ một cách đáng tin cậy trước mọi loại mối đe dọa. Bên cạnh khả năng tự phòng không ưu việt, chiếc chuyên cơ luôn đi kèm với một đội máy bay chiến đấu hộ tống, di chuyển với khoảng cách đáng kể nhưng có thể nhanh chóng tiếp cận để bảo vệ chuyên cơ, sẵn sàng loại bỏ mối nguy hiểm bất cứ lúc nào, như trong chuyến công du Trung Đông vào tháng 12 vừa qua. Phi đội gồm 4 tiêm kích Su-35S của không quân Nga mang theo nhiều loại vũ khí tiêu chuẩn khác nhau, hộ tống chuyên cơ của Tổng thống Putin trong suốt chặng bay từ Nga qua không phận nhiều nước đến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Sự Út. Theo TWZ, video do quân đội Nga đăng tải cho thấy, mỗi tiêm kích hộ tống mang theo tên lửa không đối không R-73 và R-77 treo dưới cánh, sau khi chuyên cơ Ilusin IL-96 chờ Tổng thống Putin đáp xuống sân bay Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, những chiếc Su-35S lập thành đội hình bay như biểu diễn tại các triển lãm hàng không rồi hạ cánh. Su-35S là máy bay chiến đấu siêu động cơ đa năng thế hệ 4 cộng cộng của Nga, được sản xuất bởi nhà máy máy bay Gagarin ở Kosomonsk-on-Amu. Máy bay được trang bị hai động cơ AL-41F1S có chiều dài 21,95m, sải cánh 14,45m và cao 5,92m. Su-35 có trọng lượng cất cánh tối đa 34.500g và đạt tốc độ tối đa 2.500 km h gấp 2,35 lần tốc độ âm thanh. Su-35S có tầm bay lên tới 4.500 km và đạt trần bay 18.000 m. Mẫu máy bay chiến đấu này được phát triển trên cơ sở của Su-27 và có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào ngày 1 tháng 4 năm 1992. Sau nhiều năm gián đoạn, Nga nối lại dự án chế tạo và sản xuất hàng loạt Su-35 với các chuyến bay thử nghiệm cuối những năm 2000. Su-35S được trang bị tổ hợp điện tử hàng không mới, radar mảnh pha với phạm vi phát hiện mục tiêu trên không lớn hơn và tăng số lượng mục tiêu được theo dõi. Máy bay chiến đấu một chỗ ngồi này được thiết kế để đánh bại các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển, cũng như để tiến hành trinh sát và chiếm ưu thế trên không được biết Su-35S được gắn 12 giá treo vũ khí, mang bom, tên lửa ở hai bên cánh, có thể mang theo nhiều loại vũ khí không đối không và không đối đất đa dạng, gồm tên lửa không đối không R-77 và R-73, tên lửa chống hạm KH-31, cùng với một loạt bom dẫn đường và không dẫn đường. Su-35S thậm chí còn được trang bị pháo tự động GSH-31 30mm với cơ số đạn lên đến 150 viên để tác chiến linh hoạt và mạnh mẽ trong tình huống giao tranh tầm gần. Su-35S có thể thực hiện được các nhiệm vụ tác chiến mà ít máy bay chiến đấu nào trên thế giới có thể thực hiện được. Tiềm kích đa năng này có thể thực hiện được các đòn tấn công theo kiểu bánh kép khi đang bay nhanh mà không phải giảm tốc độ, qua đó nâng cao đáng kể khả năng tác chiến của máy bay. Ngoài ra, Su-35S là loại máy bay duy nhất trên thế giới có thể xoay vòng 360 độ khi bay theo phương nằm, phương mà không cần phải giảm tốc độ. Hoặc trong khi tham chiến, nó có thể giảm tốc độ từ 600 km trên một giờ về gần 0 km trên một giờ và lơ lửng trên bầu trời trong vòng 8 giây. Theo các chuyên gia quân sự, dù là loại máy bay chiến đấu thế hệ 4 cộng cộng, nhưng Su-35S có đặc điểm và các tính năng chiến thuật gần ngang bằng chiến đấu cơ thế hệ thứ 5. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.